Kính chào quý vị và các bạn, thì hôm nay mình lại tiếp tục đến nhà của Thanh để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Chào em. Chào anh Tấn, chào cô chú anh chị nha. Năm mới chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe. Hiện nay em có 22 phôi mai giao lưu với anh chị. Thì địa chỉ em ở 3 xã Long Lãm, huyện Tam Tỉnh Tre, ship toàn quốc luôn. Rồi, ship toàn quốc luôn, bao ship luôn. Bao ship toàn quốc. Rồi, mình vào phôi mã số 1. Khá là to. Cao. Chị cao 90 anh ơi. 90 cao. Quanh. Quanh 54. 54 quanh. Rồi, để đây quý vị. Để tài điều thôi. 54 quanh. Đó. Để điều ha. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây em? 5 triệu 3 anh ơi. 5 triệu 3. Rồi xuống cây. Nhìn tay chốt rồi quý vị ơi, tới 50 mấy quả luôn ha. Để con trải cũng đều luôn. Rồi mã số 2. Đây, mã số 2 đây quý vị. Số tay cạnh luôn ha. Rồi cao luôn. Chính làm anh. Rồi 95. Cái này giống xù quá hả? Mình lên xù rồi anh. Ở trên nách đây cũng xù quá xá đây ha. Rồi, nguyên bạch đây nè, nguyên củ xù. Rồi nguyên củ này xù luôn ha. Đâu quạnh tên đi. Đâu quạnh tên đi. Rồi. 22. Rồi củ rồi. Củ xuống xíu nữa. Rồi đúng rồi đó. Củ 38 anh. 38 ha. Rồi để đây quý vị. Củ này xù nha. Rồi dừng đó. Rồi củ xù, mà cái máy cái nách này nó cũng xù trần á ha. Rồi cái này giao lưu nhiêu em? 18 anh ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 3 luôn. Rồi mã số 3. Rồi cao 60. Cao 60. Quanh. Dưới hồng, dưới hồng. Rồi, không có dướng ha. 43. 43. 43 quanh. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? 2 triệu rưỡi anh. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 4. Rồi, cao luôn. 95. Rồi, 95. Nguyên cái bãi đất luôn. Rồi, con này có nhánh thân này 1, 2, 3. 29 quạch. Rồi. Nguyên bãi luôn. 9 triệu. Còn to không? À. Rồi, giao lưu nhiêu đây em? 2 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 5. Rồi, cao luôn. 90. Cũng to đây. Cũng nở. 25 quạch. Rồi, chính xác ha. Cụ tầng do nè. Đó. Khá đấy ha. Rồi, giao luôn như em. Cái này 1 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Tất cả các cây hôm nay là bao ship toàn quốc hết nha quý vị. Rồi, dướng cái nóc nhà tên rồi. Nóc lưới rồi. Rồi, tới nóc lưới trên. Rồi, khoảng 2m8. Không có gì, có tay cành đóng cũng khá là đều ha. Dướng lưới trên này. Đó. 37 quành luôn. Rồi, chính xác 37. Xây được không? Dướng cho tôi có xây được không? Đó. Rồi. Giáp hai bên kia bên đây. Rồi giao luôn như đây em. Triệu rưỡi anh ơi. Triệu rưỡi quý vị ơi. Rồi xuống cây. Rồi mã số 7 phải không? Số 7. Số 7. Rồi. Cao. Mét tư. Ông xe nhẹ nửa vòng cây thanh. Rồi dừng. Đó gì? Thân ha, tay cạnh nó vậy ha. Đây. Rồi. Kéo xuống chuẩn bị hoành ha quý vị. Rồi, hoành luôn.
32. À, chính xác ha. Để đây quý vị. Rồi, giá luôn nhiêu em? 1.500.000 em ơi. À, 1.500.000 xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Số 8 ha. 8 quý vị. Cao luôn. 1.3. 3. Đây cành đây quý vị. À. Rồi, sổ luôn. Sổ năm. 32 quanh. Rồi, có cái củ còn do. Để sổ. Để trải con đều đây ha. Rồi, giao luôn nhiêu em? 1.600.000 anh. Rồi, xuống cây. Rồi, lên số 9 bự luôn. Xây qua phụ lên. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. Để cái hướng đó để anh đừng xây hướng chỗ khác nha Thanh. Khoảng 2.2 anh. Khoảng 2.2m. Hai tay cành quý vị. À, mình kéo rà xuống nha. Rồi, quanh luôn. 43 với 42 anh ơi. Rồi, chính xác quý vị. Để ha. Để trải đều nè. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? 3 triệu anh. Rồi, 3 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 10 phải không? Số 10. Khá là cao. Cao đụng tới nóc lưới trên rồi. Chút điểm lại. Không chuyện. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. Khoảng 3 mét anh. Khoảng 3 mét. Đó. Cái cành chi cũng khá ha. Rồi, quanh em nói luôn. 34 quanh luôn đây. Rồi, chính xác quý vị, 34. Rồi, xen vòng luôn. Dán hơi lắc nhẹ luôn. Xíu nữa. Rồi. Rồi, giao luôn nha em. 4 anh ơi. 4. Rồi, lên cây tiếp theo luôn. Mười mấy em? 11. 11. 11. Rồi, cho chiều cao nó luôn. 1.2. Này có gì đây? Có những cái bạch chảy chảy ha. Nít già cũng lên xù. Hiện tượng lên xù ha. Rồi. 29 quanh. Chính xác. Kỳ quái nè. Đó. Vì cắt cái rễ này ra, bứng cục đất này ra. Chơi. Hàng bông sai. Anh thấy cái rễ này, anh để cái rễ đó luôn. Ờ, cắt rễ này. Lấy cái rễ ra ương hay gì em? Ờ, bứng cái cục đất này ra. Chơi hình thú. Lấy cái rễ ra chơi thôi. Ờ. Là được hai cây, cây nhỏ cây bự. Ờ. Rồi, cho luôn nha. 2 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 12. Đó, mình thân nó đây ha. Gót nè, gót cây ha. Mét anh. Rồi, mét. Nguyên bài đất chút hở ghê. Ừ ha. Rồi, cho cái hoành luôn Thanh. 33 hoành. Bài đất chút này dưới ha. À. Còn tròn nè, bài này duyên quá. Vô luôn nha em. 2.3. Rồi, xuống cây. Rồi, giờ mình quay xe qua đây luôn. Rồi, mã số tiếp theo, 13. Rồi, 13 quý vị. Mét rưỡi rồi. Rồi, mét rưỡi. Tay cạnh. À, tay cạnh đó quý vị. Đợi anh chút xíu Thanh, để kéo đường thân, cây đường này cho quý vị xem rõ phần tay cạnh đó ha.
Rồi, hoành luôn em. Rồi, đó ở vị trí cao lên đó, 42. 42 hoành. Rồi, để xòe nè. Rồi, giao luôn nhiêu em? 3.3. Rồi, 3.3, xuống cây. Rồi, lên 14 luôn, ở đây. Mày tàn lỡ rồi ha. Rồi, áo 14. Cái bầu bự chảng. Đuối luôn. Này chưa tay cành cũng còn khá dài nữa nha, đây. Rồi, 1,5 m. Đó quý vị coi con lại chưa, một số tay cành còn dài quá ha. Này mau chơi. Này dạng phôi cắt tàn, cắt thành phôi tàn lỡ lỡ ha. Này nó ra vậy nó mau chơi quý vị ơi. Rồi, của anh. Bắt cao lên xíu. À. 43 yếu 42. Rồi, có cái củ đó thử, củ ở chỗ dùng cái củ thử em. Củ này. Ờ, cái ngang đó cây củ nhiều. 55 55 ha, rễ chia đều quá nè ha. Đẹp ghê, đẹp ghê. Củ 55 ha. Ờ, để đẹp. Đều quá đẹp ghê. Nó trên này. Rồi, dừng luôn em. Giao luôn nha em. 5.5 triệu anh. Rồi, 5.5 triệu của gì ơi. Rồi, xuống cây. Bảo ship toàn quốc luôn. Đó, ship toàn quốc cũng hơi đuối à. Nặng quá, xá nặng ha. Rồi, mình dời qua anh đây. Khá cao. Rồi, mã số này 10 mấy rồi ha. 15. Em, mấy? 15. 15 hả? À, 15 đây quý vị. Cao. Cao 3 mét anh. 3 mét. Đó. Có số tay cành luôn. Còn cốt. Rồi, hoành em nó luôn. Để đẹp luôn. 43 hoành. Rồi, 43. Rồi, xen dòng đế luôn. Để đẹp luôn. Đó. Để trải đều. Rồi dừng. Rồi mình giao luôn nhiêu đây em? 5.5 em ơi. Rồi xuống cây. Rồi lên cây 16 luôn. Rồi mã số 16 quý vị. Rồi đổi chỉnh ha. Đó, dáng nó là vậy rồi. Rồi, cao. 1.4 anh. 1.4. Dán ra đây. Đó. 34 anh. 34, rồi, sang dòng luôn. Rồi, để đều quá ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? 1.5 triệu anh ơi. Rồi, 1.5 triệu. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo. 17. 17. Rồi, 17, cao. Sáu mươi, cao. Đây, hoành luôn em. 33. 3 ha. Rồi, xem dòng đế cho cái gì mình xem luôn nè. Đó. Đế cũng đủ ha. Rồi, giao luôn nha em. 1.7 triệu anh ơi. Rồi, 1.7 triệu. Rồi, lên cây 18 luôn. Số 18 luôn quý vị. Rồi, cho chiều cao em nó luôn. À, cái dáng nó là vậy ha, đúng dáng ha. Có thước anh. Có sưởi ha. Đó, vị trí này là 37 ha. 37 rồi. Rồi, để cái tự hình thú nè. Dậm dậm nghiêng thú. Tiểu 8 anh ơi. Rồi, tiểu 8. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 19. Rồi, mã số 19, rồi.
Đó, đúng cái dạng này ha. Rồi, chiều cao luôn. S6 anh. Rồi, S6 cao. Ê, hoành luôn. 35. Rồi. Ừ. 18. 18. 18 triệu 8, 17 triệu 7 đó. Này 19 nè. 19 triệu 9 hay nhiêu? Giao luôn nhiêu em? Mấy triệu đây? Cái này 2 triệu rưỡi anh ơi. 2 triệu rưỡi nha quý vị. Rồi, xuống cây. Cây đẹp ha. Dán lắc ha. Rồi, mã số 20. Ôi, có cái cục. Rồi, mã số 20. Mét 8 anh. Rồi, mét 8 cao. Ba mươi hai quanh chính xác rồi, xem dòng cái báo giá luôn ha. Đó. Rồi vô luôn nhiêu vậy em? Triệu rưỡi anh ơi. Triệu rưỡi. Rồi xuống cây. Rồi 21 luôn. Mét rưỡi anh. Rồi mét rưỡi. Hoành luôn. 32 hoành. Rồi, chính xác. Rồi, từ 3 anh đây. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 22. Rồi, mã số cuối rồi quý vị. Rồi, cho chiều cao em nói luôn. 65. Rồi, 65. Hoành. 43 quanh. Rồi. Báo giá luôn em. 2 triệu anh ơi. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, quý giáo mình đến đây là kết thúc rồi quý vị. Thì trong quá trình xem quý vị cứ thích cái nào cứ alo cho Thanh ha. Rồi, số điện thoại Thanh mình để trên tiêu đề nha quý vị. Quý vị cứ thích thì cái alo trực tiếp luôn ha. Rồi, quý vị xem chưa bấm đăng ký. Bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình quý vị ơi. Rồi quý vị nhớ bấm thêm cái phần cái chuông rung rung có dùng có chữ tất cả để mình kịp thời nhận được cái thông báo sớm nha quý vị. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.